có con lừa. Ui sao trong này có con lừa? À, con Trần Tinh kia. Thì ra con lừa với lại ông Trần Tinh là cùng là một đội. Chạy mọi người, chạy đi, chạy đi. Wow, đây là nhà banh, có cái bàn nữa kìa. Vậy là có ai đó đã đãi sinh nhật ở trong này luôn nè mấy bạn ơi. Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Ui, hôm nay tụi mình chơi trò gì đây ta? Sao vô cái phòng thấy tối tối vậy? Hello, em chào chị Lucy. Chị thấy em thành mini không? Em chút xíu luôn nè. Ủa, sao vô game này bé xíu lại trở thành mini vậy ta? Ôi, Raider bữa nay nhìn bộ trang phục kìa. Có hai quyển sách phép thuật hai bên nữa chứ. Thôi, chị chào mấy em nha. Chị, giờ mình vô game được chứ chị? Ôi, đâu để chị coi coi có bao nhiêu fan rồi. Còn có bạn mặc bộ đồ phòng chống phóng xạ nữa kìa. Thôi, bây giờ tụi mình vào game thôi. Dạ, đi thôi chị, mình lên đây nè. Ok, chúng ta bắt đầu vào game thôi. Không biết game này là game gì đây nữa. Tất cả chúng ta đang ở level 1. Ui, phòng này là cái gì vậy? Nó vàng khè à? Trời quá, nó sáng trưng à. Hồi nãy phía bắt đầu game á thì nó lại tối, mà vô đây nó sáng trưng khỏe à. Không sao hết. Ê, mình mới nghe cái tiếng nhạc âm thanh gì à. Chị ơi, chạy chạy, có cái con gì kìa. Wow, một cái bóng gì vậy? Ôi, chạy chạy chạy. Sao chị thấy có bóng cái bóng rồi cái mặt không vậy? Em không còn thấy ai nữa hết. Ờ, chắc nó bỏ đi rồi. À, trời ơi, tưởng nó bỏ đi rồi, ai về nó kìa. Hỏi gì vậy? Mình mới vừa vô thôi mà. Thôi, em cũng ra luôn rồi, Raider. Dạ. Cái gì mà mình mới vô mê cung mà chưa hiểu chuyện gì luôn á. Ôi, bé xíu cũng ra luôn rồi. Chị ơi, game này chắc game kinh dị quá à. Em vừa vô là em bay ra luôn á. Nhưng mà hình ảnh cũng không có gì, chẳng qua là có cái gì đó dí dí mình thôi. Chị vô lại chị. Ôi Raider, không sợ luôn hả? Ok, vậy thôi tụi mình vô lại lần nữa nha. Lucy nhìn trong phòng này thì có vẻ như là nó là một mê cung vậy đó. Bây giờ mình phải tìm lối thoát ra. Nghe tiếng nói gì vậy? Ý, có con lừa. Ui sao trong này có con lừa? À, con Trần Tinh kia. Thì ra con lừa với lại ông Trần Tinh là cùng là một đội. Chạy mọi người, chạy đi, chạy đi. Trong phòng này có con Trần Tinh. Ui no no, sao cái dí mình hoài vậy? À quên, không phải nó dí mình đâu, mà tại đây là mê cung, mình chạy vòng vòng một hồi cũng gặp à. Ý, ở đây có cái bẫy nè. Gạt xuống. Yes, mình cảm được rồi. Đúng không? Chạy quá trời chạy luôn. Ủa rồi, Raider, rồi xíu nè, rồi đâu hết rồi ta? Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Thôi rồi, vô đây bị lạc nhau luôn rồi. Bây giờ Lucy phải tìm đường ra đã. Vậy bây giờ mình cứ theo quy tắc đi mê cung nha. Lucy đã từng chia sẻ với mấy bạn rồi đó. Ý, ở trong cái hộp này có cái gì vậy? Pizza. À, vậy là cái game này á, cái ống máu của Lucy ở phía trên cùng bên phải kìa, nó còn có một nửa à. Vậy là chắc chỗ này là để mình ăn pizza vô để nó tăng lại sức mạnh lên á, nó sẽ đầy lên lại. Ui, ở đây có những cái mũi tên nè. Nhưng mà Lucy thấy rằng cái mũi tên này chưa chắc đúng đâu nha. Ui, nó hơi lại nghe tiếng đi nữa kìa. Đó là con Trần Tinh. À, thiệt rồi, trời ơi, nó dí mình kìa. À. Ui, sao mình cứ bị dí hoài vậy? Hay gì mình nãy giờ mình nghe tiếng. À, bây giờ cái bên cũng mình chạy không biết rồi. Ui, thôi, mũi tên. Chạy, chạy. Bây giờ cứ chạy thêm mũi tên. Có cái lỗ, chạy. Ui, mình được lên level 2 luôn. À, cuối cùng Lucy cũng thoát ra ngoài được rồi. Thoát ra nên mình được lên level 2 nè. Mấy em ơi, mấy em ổn không? Mình cứ tìm được cái đường đi ra khỏi cái mê cung đó là mình được lên một level. Ý, ở đây có gì vậy? Miếng bánh pizza. Thôi quá, mình cứ lượm đi. Còn hồi mình ăn cho đỡ đói. Pizza. Rồi, mình ăn pizza. Ý, mà sao pizza. Để xíu đã. Rồi, mình lại lạc vào trong thảo nguyên rồi. Nguyên một cánh đồng cỏ luôn. Có mấy ngôi nhà nè. Ôi, nhưng mà cửa đang bị khóa rồi. Mình đâu có chìa khóa đâu, mình mới có bánh pizza à. Trời ơi, đây có rất là nhiều ngôi nhà luôn.
Hên, tìm được chìa khóa rồi nè. Có chìa khóa rồi, rồi bây giờ biết cái chìa này đúng với ổ nào đây. Thôi, đâu mình mở thử nha. Ui, cái này cũng không được. Đâu, để coi căn nhà này coi. Ui, hên quá, mở được rồi. Yeah, đi vô thôi. Chúng ta lại lạc vào trong một cái mê cung gì nữa đây. Nguyên một cái nhà bị ngập nước rồi mấy bạn ơi. Cái gì vậy? Bây giờ biết đường ra đâu trời. Đừng có nói trong này có con chằn tinh nữa nha. Vậy là cái trò này á là mang tên là chằn tinh trong phòng tối. Nhưng mà Lucy nghĩ không phải phòng tối đâu, mà là những cái mê cung nè. Vậy là cứ vượt qua được một cái mê cung là mình sẽ được lên một level. Lucy hiện giờ đang level 3. Còn không biết mọi người đang ở đâu rồi nữa. Mấy em ở đâu rồi? Thôi không nghe ai trả lời luôn. Ý, Lucy lượm được một cái kính bơi. Thôi mình cứ lượm đi. Biết đâu vô những màn sau sẽ cần dùng tới sao? Mọi người đâu rồi ta? Trời ơi cái mê cung này. Bây giờ mình phải tìm đường ra mới được. Thôi cứ theo quy tắc của Lucy hay nói mấy bạn nha. Mình sẽ đi theo một hướng. Ví dụ mình chọn bên phải thì mình cứ gặp ngã tư. Ngã ba là mình sẽ quẹo phải. Đi hoài đến không được thì quay ngược lại và đi quẹo trái. Cứ vậy nha. Rồi, sẵn thu thập những cái đồng tiền luôn. Đây gọi là đồng tiền chằn tinh. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua đâu đây? Hồi nãy á, con chằn tinh nó dí á, cho nên hả Lucy chạy quá trời chạy luôn, làm cái ống sinh mạng của mình còn có chút xíu à. Nó đang báo động đỏ luôn rồi kìa. Rồi, Lucy đang lội nước á mấy bạn. Nước ngập hết cái căn phòng này luôn rồi. Căn nhà chứ không phải phòng nữa. Trời ơi, cái mê cung này khó dữ nha. Mình đi hoài không được luôn nè. Trời, gì mà dài dữ vậy? Thôi, tăng tốc luôn. Kéo nhanh thời gian. Wow, phòng tối thui à. Lên luôn. Mở cửa. Yeah, cuối cùng mình cũng thoát được mê cung rồi. Úi, chúng ta lại vào trong một mê cung khác rồi. Ý, ở đây có tờ thông báo nè. Khi bạn đọc được tờ giấy này, đó cũng là lúc bạn đang gặp nguy hiểm. Có rất là nhiều chằn tinh ở trong đây. Và nhanh chóng chạy đi. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, chạy. Mọi người đâu rồi? Chị Lucy ơi, nghỉ đi, đừng chơi nữa. Cái này em coi rồi nè. Nó có nhiều mê cung lắm. Mình đi không nổi đâu chị. Thôi em ra ngoài đây, em không chơi nữa đâu. Em ra ngoài em đợi chị nha. Em không dám chơi trò này đâu, em đi không nổi. Hả? Dữ vậy hả? Chị lên được level 4 rồi nè. Vậy thôi em đứng ở ngoài em đợi chị đi. Chị đi hết cái này rồi chị ra. Trò này đến mấy nghìn level lận chị ơi. Ủa vậy hả? Vậy thôi để sẵn chị review game này cho các bạn luôn. Chị đi vài level nha. Ui, ở đây có gì vậy? Một cái giỏ fast food. À, khoai tây chiên rồi hamburger rồi nè mấy bạn. Thôi nhắc tới là thèm rồi. Thôi bây giờ có hai bên lận, mình chọn một bên mình đi đây. Đây đây, em đâu rồi? Ơi em ra ngoài em đợi chị luôn rồi, đi không nổi chị ơi. Ê, có tiếng thông báo vậy mấy bạn ơi. Báo gì vậy ta? Hồi xíu với Raider cũng ra luôn rồi. Giờ có mình Lucy rồi mấy bạn ơi, không còn fan nữa rồi. Mấy bạn không dám đi tiếp. Thôi vậy thôi Lucy đi tiếp tục thêm nữa nha. Thèm có gì đây? Ở đây có rất là nhiều mũi tên. Lucy thử một lần tin nó thử. Đi theo mũi tên nha. Trời ơi, đúng là mê cung này khó nha. Ê, có nghe tiếng nói gì không vậy? Nó kiểu gì kìa? Nhưng mà cái này mình không có đoán được ở đâu đâu. Tại vì nó ở trong cái ống đường ống mà, cho nên tiếng nó vang lắm. Cái gì đây? Happy birthday Sam and Matt. Vậy là có người vô trong đây luôn, làm sinh nhật luôn nè. Thôi đi theo. Bây giờ mình sẽ đi theo cái mũi tên nha. Coi thử nó đúng không. Biết đâu có những người đi trước họ để lại. Wow, đây là nhà banh. Có cái bàn nữa kìa. Vậy là có ai đó đã đãi sinh nhật ở trong này luôn nè mấy bạn ơi. Nhưng mà cái lối ra thì nó ở đâu? Ý, có cái cửa nè. Yeah, Lucy đã vượt qua được cái mê cung đường ống rồi. Nhưng mà bây giờ mình lại lạc vào trong khu rừng rậm rồi. Ê, có cái bảng kìa, nó chỉ hướng mũi tên. À, khoan à, có cái đồng tiền của Seth là con chằn tinh nè. Mình sẽ lượm nó. Chị Lucy ơi,
Lát nữa chị em mình chơi game khác nha chị. Em đợi chị đó. Ok ok, chị lên được level 5 rồi nè. Chị đang lạc vô trong một cái khu rừng rậm rồi. Không biết trong này có quái vật gì không nữa. Ây, mình chạy mà tự nghe tiếng bước chân của mình xong mình thấy cũng hồi hộp nữa mấy bạn ơi. Mà sao đêm khuya thanh vắng, có những cái tiếng của những con côn trùng nó kêu thôi mà mình thấy cũng mệt mệt rồi đó. Ây, sao Lucy thấy lạnh lạnh cái lưng vậy ta? Ủa sao cái hướng mũi tên chỉ mình đi rồi sao mình không gặp gì hết vậy? Thấy cái gì đó sai sai à nha. Ý, ngoài kia có bộ xương cắn kìa. Quẹo quẹo quẹo. Ôi không qua bển đâu. Đi theo mũi tên này mới được. Trời, mũi tên chỉ đâu nữa đây? Có mũi tên mà nó tối thui rồi có thấy gì đâu. Thôi mũi tên chỉ mình đi ra đây nè. Hy vọng là đừng có cái gì nha. Đói quá chạy hết nổi rồi, lấy pizza ăn đã. Pizza. Đã được thèm miếng rồi. Rồi hết pizza luôn. Lên được màu vàng rồi mấy bạn ơi. Chứ cái ống hồi nãy nó đỏ chót rồi. Mình chạy hết nổi luôn á. Rồi tiếp tục tiếp tục. À nè nè, có hướng mũi tên nè. Nhưng mà chỉ ra đây thì có đường đâu đi. Thôi sẵn lượm mấy đồng tiền này trước đã. Không biết sử dụng để làm gì đây. Ôi bên đây là cuối cùng của bìa rừng rồi. Thôi quẹo qua thử. Ôi sao tối thui à. Để cho mấy bạn đi buổi tối vào trong một cái khu rừng như thế này mấy bạn dám không? Chỉ thấy được ánh sáng bởi nhờ ánh trăng thôi đó. Ui từ trước là cái gì mà đỏ chót vậy ta? Ui một cái trái gì á. Utopia giống tiếng của nước nào ha. Đó là cái trái, một cái trái màu đỏ. Không biết để dùng gì nữa. Lucy cứ hái thôi. Trời hết đường rồi. Hình như Lucy đi lộn rồi. Đi vào trong rừng á, nó còn ghê hơn mê cung á mấy bạn. Đi một hồi là lạc liền à. Đi rừng á, rất là dễ bị lạc luôn nếu mà mình không xác định được phương hướng á nha. Rồi rồi rồi. Thôi Lucy quay lại đây. Đi tới khúc đó không được rồi. Bây giờ quay lại cái tấm gỗ mà nó chỉ hướng mũi tên nè. Để mình nhìn kỹ lại coi nó chỉ mình đi đâu nha. Đây. Mũi tên nè. Mũi tên chỉ đâu đây? À thấy rồi. Đây đây chỉ cái lỗ nè. Yes. Dịch chuyển tức thì qua một cái mê cung khác. Mê cung số 6. Ui mê cung này sao toàn bông hoa không vậy ta? Chị ơi lát nữa chị chơi trốn tìm với fan không chị? Ok ok, đợi chị xíu nha. Chị đang lạc vào một cái nơi mà cái con đường nó toàn bông hoa không à, đẹp lắm nè. Wow, đẹp quá à. Không biết có gì nguy hiểm đang chờ mình không nữa nhưng mà trước mắt thì mình thấy cực kỳ đẹp luôn. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ đăng ký thành viên kênh Lucy Channel. Nhấn nút yêu thích video này và viết bình luận cho Lucy nha. Rồi, cái này là cái gì vậy? À, một cái thùng đựng nước, tưới cây. Trời, không biết là gì luôn. Lucy cứ lượm. Biết đâu vô vòng sau mình sẽ dùng tới nó. Đó, Lucy lượm được gỗ nữa rồi nè. À mấy bạn ơi, mấy hôm rày á Lucy có đăng video short, video ngắn á. Mấy bạn có xem được không dạ? Mấy bạn xem xong nhớ nhấn nút like và đăng ký thành viên ở video short á nha. Bạn nào chưa đăng ký thành viên thì giúp Lucy mở video short, video ngắn lên. Rồi sau đó nhấn nút đăng ký thành viên giúp Lucy nha. Tại vì YouTube đang yêu cầu như vậy á, cho nên mấy bạn nhớ nha. Mở video short lên xem, nhấn nút like và đăng ký thành viên ở trên video ngắn đó nha. Rồi, gì mà toàn con đường bông hoa không vậy? Lucy tua nhanh luôn nha. Lucy muốn biết trong này có gì. Wow, cái màn sáo dễ quá mấy bạn ơi. Chỉ cần là đi hết cái con đường bông hoa đó là tới rồi. Hên quá. Chị ơi, hôm nào chị chơi trò con ớt đi chị. Ok em. Khi nào chị thoát ra đã. Chị đang ở trong cái mê cung này nè. Chưa biết ra như thế nào đây nữa nè. Ui cái gì vậy? Trời ơi, cái này giống như một cái tòa nhà bị bỏ hoang vậy đó. Ý, Lucy thấy có máy tính nha. Đâu đâu để coi thử. Trên bức tường này nó vẽ cái gì đây? Một người đang mặc đồ phòng chống phóng xạ nè. Rồi đứng trước máy tính. Rồi giải 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 ra được số 5. Rồi ra một cái giải code có 8 số. Rồi,
Vậy là muốn mở cửa phải có cái password mật khẩu 8 số rồi. Đây, vậy thì bây giờ Lucy sẽ tìm cái máy tính đầu tiên nha. Rồi, máy tính đầu tiên là kế bên mình luôn. Chạy qua đây thử coi. Bắt đầu giải. Ra được số 0 nè. Vậy là cái màn này là không phải tìm mê cung mà là tìm password để mở cửa. Rồi, ok, mình được một số rồi. Mà tới 8 số lần là tới 8 cái máy tính lần á mấy bạn. Vậy là mình phải chạy trong mê cung đi tìm máy tính. Sau đó có máy tính rồi thì mới tìm được mật khẩu. Trời ơi, sao vô tới màn này khó dữ vậy ta? Đúng rồi đó chị Lucy. Cái trò này á, càng vô những màn sau hả, nó càng khó luôn. Ít người giải nổi lắm á. Tụi em ở màn 1 là bị văng ra hết rồi. Có mình chị là đang ở level 7 đó. Thôi chị giải tiếp được một cái mã số nữa rồi nè. Số 7. Ê mọi người, mình để ý nha. Robot của chị Lucy mang á là robot Rose, hoa hồng. Đúng rồi đó em, chị đang mặc nguyên bộ màu hồng mà. Nên nó là đôi hoa hồng đó. Trời ơi, sao ngồi đó soi chị dữ vậy? Chị đang đi tìm máy tính mà. Mấy em không chơi rồi mấy em ngồi coi mấy em soi chị quá nha. Còn lo phụ tìm máy tính phụ chị nữa nè. Đó, bây giờ vô mê cung lạc luôn rồi nè. Ui, hên quá, thêm cái máy nữa. Yes. Được số 9. Mấy em ơi, có khi nào á mình đang đi tìm máy tính mà có con chằn tinh nó xuất hiện không ta? Có đó chị. Tại trò này là trò con chằn tinh mà. Hả? Tìm đường ra mà còn bị dí nữa hả? Yes. Chị tìm được con số 3 nữa rồi. 793. Thêm số 0 là chị được 4 máy rồi. Còn đến 4 máy nữa lận. Ui, cái mê cung này nó từ từ nó tối thui rồi. Vô trong đây gì mà nó âm u quá vậy? Đi cái máy tính ở đâu đây ta? Hello, hello. Ui mấy em ơi, đúng là trong này không có ai hết trơn á. Dạ em nói chị rồi mà. Cái trò này khó quá, đâu có ai giải nổi đâu. Tìm ra mê cung không được. Bị kẹt ở trong level 1 hoài luôn à. Thôi vậy hả? Thôi vậy chị ráng giải cái màn số 7 này xong chị đi ra với mấy em nha. Chơi trò khác. Dạ, được đó chị. Trò này quá tụi em chơi giải hoài không được nên tụi em đợi chị luôn rồi nè. Ok ok, chị hiểu rồi. Ui, ở đây có cái máy gì vậy ta? À, cái máy nướng bánh mì. Ý, ở đây có một cái máy tính nè. Ý, mấy bạn có mới nghe tiếng con chằn tinh nó kêu không vậy? Ừ, nhanh, máy tính giải mã nhanh. Rồi, được thêm con số 9 nữa. Hình như con chằn tinh nó gần đâu đây á. Mình mới nghe tiếng kêu của nó. Ủa, nó mới kêu kìa. Rồi, mình lượm được bánh pizza luôn. Tiếng gì vậy? Tụi em cũng biết đó chị ơi. Chị cẩn thận á. Trời ơi, cái phòng gì mà nó ngoằn ngoèo, đúng là mê cung luôn. Không biết đường đâu mà mò luôn nè. Đâu nữa rồi. Ôi, cố lên, mình tìm được 5 máy rồi. Còn 3 máy nữa thôi. Ý, con chằn tinh xuất hiện kìa. Không phải, em là Isa. Em phải chằn tinh đó chị. Ui, hên quá, cũng có người được level 7 giống chị Lucy. Vậy mà tưởng có mình ở đây làm lo muốn chết à. Rồi, có hai người cũng vui rồi. Hình như bạn đó cũng đang đi tìm máy tính á. Ý, được thêm cái nữa nè mấy bạn ơi. Biết vậy từ đầu hai chị em liên hệ với nhau luôn. Trời ơi, bạn này á, sưu tập hơi bị nhiều đồng tiền con chằn tinh nha. Tới 483 đồng luôn rồi nè. Trời ơi, rồi trong này không có máy tính gì hết trơn á. Lucy tìm được 6 cái rồi, còn 2 cái nữa. Ơi, hai cái nữa đây là giai đoạn khó khăn nhất nè. Đừng có nói đi vòng vòng gặp chằn tinh nha. Ui, yes. Một cái số 7. Đợi lên ra số. Rồi, được số 4. Rồi, còn một số cuối cùng nữa thôi. Cố lên. Chị Lucy ơi, tụi em cổ vũ cho chị nè. Chúc chị mau thoát khỏi level 7 để ra chơi game khác với tụi em. Game này tụi em thua rồi. Tụi em không dám vô luôn á.
Tụi em mới vô level 1, level 2 bị con Trần Tinh dí quá, tụi em thoát không nổi. Ok ok, đợi chị. Chị còn kiếm một cái máy cuối cùng nữa thôi à. Không biết nó đâu mất tiêu rồi nữa. Đây cái thùng nước. Cái này giống như tòa nhà bị bỏ hoang á mấy bạn. Mấy cái vật dụng đây nó cũ kỹ hết rồi. Chắc vậy nên con Trần Tinh nó mới vô chứ gì. Ui, cái gì vậy? Mọi người ơi, có nghe tiếng gì không vậy? Ủa, đây có cái cửa. À, cái cửa thoát hiểm này là để nhấn cái dãy số này vô nè. Mà Lucy còn thiếu một số nữa. Thôi thôi thôi, đi tìm tiếp thôi. 100 năm sau. Nói chung là còn một cái máy cuối cùng mà Lucy vòng vòng tìm hoài không ra luôn. Cuối cùng thì Lucy cũng đã phát hiện ra nó nằm ở trong này. 100 năm sau rồi đó. Lucy già rồi đây. Ôi, tìm dãy số cuối cùng luôn. Chữ số cuối cùng chính là 4, là số 4. Rồi rồi rồi, đi qua nạp vô thôi. Bây giờ mình sẽ điền dãy số này. 7 9 3 9 8 4 0 4. Ý, lại có âm thanh gì nữa kìa. Giống như tiếng báo động vậy. Ui nô nô nô, nhanh nhanh nhanh, mở cửa để đi ra thôi. Coi chừng con Nhật Tinh nó phát hiện ra mình rồi đó. Nhập vô, nhanh 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 nhanh. 7 9 3 9 8 4 4 0. Yes, cửa mở rồi. Ý, vẫn chưa lên được level 8 nha. Có nghĩa là mình chưa thoát được cái màn này đâu. Đây đây đây, chỗ này mới là thoát ra nè. Rồi, lên level 8. Hãy chọn đúng cái level của bạn. Chọn đúng level của bạn hả? Lucy đang ở level 8. Level 8 thì mình chọn đi sao ta? Ở đây có hai cửa lận. Biết chọn cửa nào? Thôi, chọn phía bên này luôn đi. Ồ, nó là một cái thang máy. Ui, mấy bạn ơi, Lucy đang level 8 mà. Ở đây nó không có tới số 8, mình chọn gì vậy? Thôi, chọn lại số 1 nha. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ý, đừng có cúp điện nha. Đồ đồ đồ. Cái gì đây? Cửa mở rồi. Gì vậy? À, trời. Nó đã chờ sẵn hơn. Gì kỳ vậy? Tới khúc đó Lucy chưa hiểu luôn á. Biểu chọn đúng level mà mình level 8 không có số 8 lấy gì chọn. Ôi, chị đã ra ngoài rồi nè mấy em ơi. Yeah, chị Lucy ra rồi. Tụi mình chơi trò khác đi chị ơi. Tụi em đợi chị nãy giờ nè. Đâu có dám vô đâu. Ai, chị thua mà mấy em vui dữ vậy. Ai vậy thôi. Trò chơi này chị Lucy kết thúc ở đây nha. Review cho mấy em được 8 level thôi. Và trò này mang tên là Fred in the Bedroom. Nó được đánh giá rất là cao luôn. Và có đến 293 triệu người tham gia rồi đó. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.